poco con todo. Thank you.
là ví dụ mai mốt em đi nhập cái hàng này này xong là hoặc là vào vườn nhà họ ấy đấy xong là cũng ra chợ mình bán, muốn ăn khách hơn thì mình bán hợp lý một tí nhờ. Cho 5.000 tiền dưa nào. Vâng ạ. Bên này anh lấy cái thoi nữa. À cái túi rau dền. Bên này bởi đi nhé. Để xoay hạ. Mua bỏ đây. Dạ em. Này, ba bữa cơm mà hết. Lại thế này con chim của lại không có chua lắm Yeah.